chó con của Vinci với lại Zano hôm nay. Chào em. Thời tiết nó thay đổi thành ra là chúng nó mới bị gọi là rối loạn tiêu hóa mất 2 ngày. Nhìn con chó nó đã tóp tóp đi một tí rồi. Đây hai. Nhiều người cứ bảo quay riêng hai con không giấy này. Đây này, đây là con cái này. Cái không giấy này, vệt trắng ngực này. Đấy. Đây con cái nhá. Cái không giấy đây. Được không giấy đây này. Rồi ra chơi với nhau đi. Được thì nó cứ to hơn. Đây này. Khung này thì đực là ngoài 10 cân rồi. Không biết chính xác là bao nhiêu không cân. Nhưng mà khung gọng người ngợm nó như thế thì là cứ ok là nó sẽ đủ cái cân nặng của nó thôi. Đây cái không giấy đây. Đấy. Đấy. Đây còn ba con còn lại là ba con cái. Có giấy. Chúng nó thì sàn sàn như nhau thôi. Đây, mấy cái bao cám đấy, cho chúng nó này, chúng nó ăn cái cám. Như bọn này nó ăn cám bao vàng, nhưng không phải bao vàng này, bao vàng nâu kìa. Đây là con này là húc mõm vào chuồng sứt mõm ra này. Hôm nay lành rồi, cái. Nè. Nào quay mặt đây nào. Hít ngửi gì đấy? Hey. Con này thì rất là khôn. Nè, mũi nó biết sứt. Bế từng con đây một đi. Đây ông cái không giấy này. Cái vẹt lông này của nó to như này thì nó không bay được. Ok. Rồi, con này là con nghịch sứt cả mõm ra đây. Đấy. Này ấy, thì những cái con mà cái mảng cái vẹt trắng ở bên dưới nó bé ấy, thì nó sẽ bay. Nó chỉ còn rất là nhỏ thôi. Thay lông một lớp nữa thì là nó sẽ còn bay còn nhỏ nữa. Ok. Con cái. Cái tiếp. Con này là đến bây giờ là chỉ còn dính thấy cảm thấy mà có một tí trắng ở bên trên thôi, còn bên dưới là gần như bay không còn gì. Ok, cái. Rồi, đây này em đực. Đực không giấy này. Đó, mảng trắng của nó đó. Ok, rồi. Còn một con nữa. Đây, còn em cái nữa đây. Em này là gần như là một vài sợi thôi sẽ bay. Đấy. Lớn lên tí nữa sẽ bay. Đàn này là cái con cái mà nó không dính tí nào trắng thì nó có chủ bắt lâu lâu rồi. Còn cái bọn này còn bọn còn lại này là vì nó mưa gió quá không quay được, nó liên tục nó mưa, coi như 2 tuần nay, 10 ngày nay không có video là vì như thế, vì nó cứ mưa suốt. Nó mưa thì một ấy là không có cho con chó ra ngoài để quay được, hai nữa là nó mưa thì nó thường nó lại phát sinh. Nó sẽ có cái phát sinh khi con chó mà nó ở trong đàn này. Nó mưa là nó rất là dễ phát sinh là nó tiêu hóa kém hay là này kia. Thành ra là nó mưa, tức là bọn này nó không tiêu hóa kém nhưng bọn khác nó tiêu hóa kém thì lại phải bận mãi về bọn đấy. Đấy, chó con thì nó rất là vui vẻ và nó rất nhanh nhẹn. Đây, đây là con đực. Con đực đấy. Đây mấy con cái. Đây, nhóc
còn. Ông ra kia chơi với chúng nó còn con cái, con cái mảng trắng này, con này nó rất là quấn người. Đây, thêm chênh lên chênh với nhau độ 20 ngày là con đực to hơn này. Con đực to hơn này là con của con cùng bố và khác con mẹ. Con mẹ là con Nancy. Và đây là cái con cái còn lại của con Nancy này. Nó cũng to hơn bọn này một chút. Con cái nó cũng to hơn một chút, con đực thì nó to hơn rõ nét. Đấy. Màu mảng cháy như nhau. Cái không giấy là rất tình cảm. Rất tình cảm luôn. Chỉ trực một tí là lại hóng chủ. Xem chủ đâu. Đây. Đực to hơn đấy. Đực đàn Nancy đấy. Đực này thì bây giờ là đực tốt. Còn một con đực của cái đàn con VC này là con này, này là con đực không giấy. Đực vẹt trắng này. Đang hóng đấy, với đuôi. Đấy, con cái của đàn con Nancy thì nó to hơn bọn này. Đây, nó đó. Nó to hơn. Nhưng nhìn nó to không to hơn rõ nét như là con đực, con vì con đực nó to hơn nên nhìn nó rõ hơn. Bắt đầu gạ chơi đấy. Thằng đực không giấy này cũng rất là điềm đạm. Rất điềm đạm. Đó, đợt này thì cún con thì cứng cáp mà giá thì lại rẻ. Ai mà nuôi đợt này thì chốt đón luôn chứ không mấy hôm nữa lại mưa. Mà mưa gió là rào cún nó cũng ngại. Đợt này thì nó ảnh hưởng bão liên tục mưa. Coi như là nó mưa liên tục 2 tuần liền rồi. Trừ được 1-2 ngày hứng xen vào giữa. Còn vừa rồi là con cái của Nancy. Chạy ra đây. Cái Nancy này. Đó. Cái Nancy bên trái. Cái Vinci bên phải. Đực Nancy này. Đực thì nhìn nó to hơn hẳn. Bọn này là có mấy con bán không giấy đó. Cứ con nào chồm lên thì gạt ra. Ai mà nhà rộng bắt một cặp về nuôi cho nó có bạn, cho nó vui. Bọn này thì nuôi cứ theo như mình hướng dẫn nuôi thì có thể nói là yên tâm, không phải suy nghĩ phát sinh cái gì cả, cứ làm kỹ như mình dặn. Chứ không phải lo là cái việc nuôi chó lần đầu không biết nuôi. Này thì khung của chúng nó chắc chắn lắm rồi. Con Nancy thì đợt trước là vì nó ít được vận động nên cái khung nó không chắc. Chứ đợt này thì được thả ra mà nó mưa nó không được thả đâu. Nhưng hôm nào hứng thì được thả. Khung nó đã chắc hẳn rồi. Bắt đầu phỏn. Đó, tính cách của chúng nó thì có thể nói là tất cả chúng nó tính cách đều rất là tốt, quấn chủ. Thằng đực này là có rất có bản lĩnh đại ca đây này. Lững thững một mình này. Không có theo kiểu là xô bồ. Ừ.
cái thì chia cặp nô nhau. Gầm gừ ghê gớm luôn. Gọi cho chúng nó tụ vào một chỗ. Đỡ còn được. Ok. À. Cái rất tình cảm. Cái không giấy. Mấy con còn lại rất biết điều. Có ông đực này là ông ấy to nhất cho nên là ông ấy hơi bị thể hiện tí. Thể hiện là đòi theo, mình một theo kiểu là đòi quyền ưu tiên. Ok đấy, mọi người mà ai mà nuôi được cho con cái đợt này thì liên hệ qua số điện thoại Zalo 0981115000 nhá. Gọi mà không được thì để lại tin nhắn. Đấy, trong nhà đấy. Ai mà cứ bảo là con chó nó không biết sủa thì đấy, nhìn đây là đây là chúng nó đang sủa trong nhà đấy. Đấy, có động ở bên kia. Đấy. Tất cả chúng nó đều sẽ biết sủa trong nhà ngay khi về nhà mới. Chứ không phải chờ lớn lên. Bé mà đã không biết sủa trong nhà thì lớn lên nó cũng không biết. Biết thì nó biết từ bé luôn. Nó chỉ khác cái là cái con chó bé thì nó bắn nhắn hơn. Có thể nó sủa lung tung hơn. Thôi được rồi, gấu quá. Và con chó bé thì nó ống ẹo hơn. Đấy, có ở cái góc chuồng ở đằng góc chuồng đằng kia là có một con chó trai. Nó còn đang thì tính cách của nó trai rồi. Người thì nó gần như là con chó lớn rồi nhưng mà tính cách của nó thì nó vẫn là cái con chó trai. Là nó bắn nhắn. Tức là nó đòi hỏi hơn là cái con chó trưởng thành. Tức là nó thấy bọn chó con này được ra thì nó nghĩ là nó cũng còn bé nó cũng phải được ra, kiểu như thế. Nó tị. Chứ nó đấy là con chó bé với nó khác với con chó to như vậy thôi. Còn theo kiểu là sủa chung nhà hay này kia là chúng nó biết hết. Thằng đực to này của Nancy này thì thằng này sẽ là một thằng đực khung to. Chắc chắn. Ừ, cho nó phá hộ mấy cái cây chuối non đi. Già dứt hết mấy cây chuối non đi cho nó khỏi lên. Ăn luôn, lá quá đẹp. Bù rau. Mới dọn đi mà nó lại phun đầy lên. Đấy thì mọi người quan tâm cún con thì liên hệ đợt này. Là cũng chỉ có cái đàn cún con này thôi, là sau này, sau đợt này là cuối năm nay là chắc là cũng không còn, không có. Vì khả năng là sẽ cho chúng nó nghỉ đẻ một loạt luôn. Ừ. Vì đợt này ít người nuôi. Ít người nuôi thì cho chó nghỉ đẻ. Khi nào mà có nhiều người nuôi được thì lúc đấy thì lại cho chúng nó đẻ. Ừ. Ok, ra đây chơi. Đứng ở đấy hóng thôi, ý anh gọi là chỉ đứng ở đấy rồi hóng thôi. Rồi cho ngắm tập trung cho nó cái. Ok, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.